Câu đầu tiên ạ, nội quy cái buổi học ngày hôm nay thì các cháu cùng chú Minh là comment đáp án xuống phía dưới nhá. Các cháu cùng chú Minh comment đáp án xuống phía dưới ạ. Hello, chào Vũ Thị Minh Hằng. Hello, chào cả nhà. Ok nhá. Mình bắt đầu ạ. Thì hôm nay như thường lệ thì chú Minh sẽ chữa cho chúng ta cái đề thi kết thúc học kỳ 1, đề số 01 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình, đề khảo sát chất lượng lớp 12 năm 2017 năm 2018. Câu số 1 ạ. Câu số 1 ạ. Metin acetat là tên gọi của ST có công thức cấu tạo nào sau đây ạ? Metin acetat. Metin acetat là tên gọi của ST có công thức cấu tạo nào sau đây? Thì cái phần này là phần học về ST thì nó là phần học ở đầu đầu của cái kỳ 1 lớp 12 nên là khá nhiều cháu cũng học đến bây giờ thì quên hết rồi. Đúng không? Thế thì đây ạ, chúng ta nhìn nhá. Metin acetat này, anh này là etin format, đúng không? Etin format. Vậy là cháu này vứt đi. Đúng không ạ? Cháu này là metin acetat, đúng chưa? Đúng tên của nó nhé, metin acetat. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, đúng không ạ? Thế còn lại cái C này là axit acry, đây là axit propionic, đúng không ạ? Axit propionic. Anh D là gì ạ? Metin, metin gì ạ? Propionate nhé. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án B nhé, đáp án B ạ. Được chưa? Ở đây chúng mình thấy là có rất nhiều bạn comment đúng nhá. Bạn Nguyễn Duy Long bị comment nhầm cái. Ở đây là cảm ơn bạn là Thùy Dung này, Thùy Dung comment đúng này. Trần Lương Mai Nam comment đúng này, Ái Vi comment đúng này. Lê Thị Hải Yến comment đúng, Nguyễn Hồng Hạnh comment đúng, Vũ Đức Hải comment đúng. Ở đây có bạn nào nhỉ? Ở đây có bạn vừa nãy có bạn nào bạn ấy hỏi là ô được phần thưởng thật à? Trời đất, chú Vinh nói thật mà. Tất cả các bạn mà có ba bạn bạn là rau và quả này, bạn Hưng HI này, ba bạn vừa đọc tên lúc nãy thì vui lòng inbox cho chú Minh để chú Minh hướng dẫn cho các cháu cách nhận quà. Đây Nguyễn Gia Hưng thì hỏi được quà thật là thầy, được quà thật chưa ạ? Ok, nào mình sang cái câu số 2 nhá. Câu số 2 đáp án gì ạ? Câu số 2 ạ. Các cháu giúp chú Minh chia sẻ lại buổi học này cũng như là test tất cả các bạn vào đây nhá để các cháu được biết. Nào, thủy phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường axit thì thu được chất nào sau đây? Thủy phân hoàn toàn tinh bột ạ. Thế thì anh tinh bột mà thủy phân trong môi trường axit ấy, thì tinh bột nó được cấu tạo bởi từ các gốc alpha của glucose. Thế thì thủy phân hoàn toàn thì mình sẽ thu được các gốc là glucose nhá. Glucose. Được chưa? Sát thì không bao giờ thu được ạ. Ethanol cũng không, fructose không, đúng chưa? Đấy, vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D các cháu nhá. Câu số 3. Câu số 3. Carbohydrate nào sau đây thuộc loại disaccharide? Carbohydrate nào sau đây thuộc loại disaccharide? Ồ, những cái câu này nó rất là dễ nhưng mà ngày trước mà khi mà chúng ta học ấy thì chúng ta thường hay làm dưới dạng chuyên đề. Còn ngày hôm nay mà khi chúng ta làm cái đề tổng hợp này thì chúng ta lại làm dưới dạng là các cái phần tổng hợp với nhau. Thế nên là khá nhiều cháu sẽ bị bỡ ngỡ và bị sai ở những cái phần này. Thì các cháu cùng chú ý nha. Carbohydrate nào dưới đây thuộc loại disaccharide thì mình có này, glu và fructose là monosaccharide, đúng không ạ? Saccharose và maltose là disaccharide. Còn tinh bột và cellulose là polysaccharide. Chính vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án B, saccharose nhé. B, saccharose. Ok, anh em hiểu bài không ạ? Anh em hiểu bài thì vui lòng chấm cái cho chúng mình biết vậy ạ. Rất là cảm ơn cả nhà đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Hãy chia sẻ lại buổi học này, và đây là buổi học free ạ. Và giúp chúng mình test tất cả các bạn ở cháu vào đây vậy ạ. Mà mình sang câu số 4 ạ. Các polymer ở sau đây thì số polymer tổng hợp là đấy, trong số các cái polymer này thì polymer nào là polymer tổng hợp? Ok không ạ? À, mình xem nào. Anh nào là polymer tổng hợp? Thế thì mình nhớ là tổng hợp thì không phải là thiên nhiên, đúng không? Thế thì tinh bột là polymer thiên nhiên này, vứt. Đúng chưa? Cellulose là polymer thiên nhiên, vứt. Được chưa? Thế thì tổng hợp thì không phải là bán tổng hợp. Bán tổng hợp thì có visco và acetat. Thế nhìn này, tổng hợp này, tổng hợp này, tổng hợp này, tổng hợp này. Vậy này, mình có này. Các polymer ni lông 6 này, polyvinyl clorua này, ni lông 6,6 và polyethylene. 1, 2, 3, 4 cháu. 4 cháu vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A, à, 4. Ok anh em hiểu bài chưa? Ok, cảm ơn tất cả anh em. Nào, ở đây vừa nhìn thấy có cháu nhà chú Minh comment đáp án luôn. Cháu học offline của chú Minh. Vừa nhìn thấy xong, Đinh Hiền Anh. Đinh Hiền Anh, một bạn nữ cực kỳ xinh gái, vẫn chưa có người yêu. Anh em nào muốn có người yêu hôm nay à? Anh em nào muốn có người yêu hôm nay comment xuống dưới này. Vậy ạ, cảm ơn tất cả các anh em đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình. Các cháu
Chúng mình sẽ rất là vui mừng nếu mà các cháu giúp chú Vinh chia sẻ lại buổi học này cũng như là tết tất cả các bạn của cháu ở đây ạ. Cảm ơn các anh em. Buổi sau đề thi hứa hẹn sẽ hay hơn và chuẩn hơn, nên là rất là mong muốn là cả nhà cùng để ý nhé, cùng để ý xong rồi cùng thi vào 20 giờ tối thứ bảy. Thi ba bạn điểm cao nhất thì sẽ có phần thưởng nhé. Đấy, phần thưởng cao nhất trị giá là 645.000, phần thưởng cao nhì là trị giá 500.000 và phần thưởng thứ ba là trị giá 145.000. Đấy, rất là mong muốn là cả nhà cùng tham gia và cùng ủng hộ chúng mình ạ. Nhớ nhé, nhớ tham gia. Ok. Nào, mình có tiếp ạ. Câu số 5 đáp án gì ạ? Cả nhà chọn câu số 5 đáp án gì ạ? Hello, chào. Hello, chào Yến Thương. Hello, chào Vũ Đức Hải. Hello, chào Hiếu Oras. Không phải lừa đâu. Hello, chào Yến Thương. Hello, chào Trình Ham Chơi. Hello, chào Nguyễn Ngọc Mai. Đáp án thầy đăng là đáp án của một chị trợ giảng của thầy làm. Thì chị làm thì có thể lỗi. Các em thông cảm một chút bởi vì chị đi học rồi. Nhá. Câu số 5 ạ. Đây là đáp án tham khảo thôi. Nhá. Nào tiếp tục ạ. Câu số 5. Thuốc thử dùng để phân biệt Gliala với Gliala. Thế thì cái chỗ phần mà cái thuốc thử dùng để phân biệt bọn này ấy, thì chúng ta cần lưu ý này. Gliala thì nó là dipeptide nhá. Dipeptide thì không có phản ứng màu biore. Đúng không ạ? Mà phải là từ tripeptide trở lên thì mới có phản ứng màu biore. Vậy mình có này gliala thì nó phản ứng màu biore. Thế thì biore là tác dụng với lại CO2 lần trong môi trường kiềm. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án CO2 lần trong môi trường kiềm. Câu số 6 ạ. Câu số 6. Câu số 6 đáp án gì ạ? Tên gọi của hợp chất có công thức này là gì? Đây là một cái câu hỏi về phần amino acid, đúng không? Anh này nó là chất đứng đầu dãy đồng đẳng của bọn amino acid nhá. Thế thì những anh mà đứng đầu dãy đồng đẳng của amino acid thì đầu tiên là gì ạ? Chúng ta kể đến là glycine, xong rồi đến alanine, đúng không? Xong đến valine, đúng không? Vậy thì anh đứng đầu tiên này là anh glycine, được chưa? Anh này tên gọi là glycine, cả nhà nhớ nhá. Đáp án đúng của chúng ta là 6B. 6B. Câu số 7, chất nào sau đây thuộc loại axit béo? Câu số 7, chất nào sau đây thuộc loại axit béo? Axit béo thì chúng ta có bốn ngành axit nhá. Thứ nhất là axit stearic, thứ hai là axit oleic, thứ ba là axit linoleic và thứ tư là axit palmitic. Vậy thì ở đây chúng ta chỉ có anh nào thôi ạ? Chúng ta chỉ có anh axit palmitic mà thôi. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Ok ạ. Ok ạ. Cảm ơn tất cả các cháu đã rất là comment đáp án rất là mãnh liệt để ủng hộ chúng mình. Cảm ơn Nguyễn Thành, cảm ơn Hàng Khoa học sinh học offline của chúng mình, cảm ơn Hồ Sĩ Việt, cảm ơn Đào Thu Hòa Hà học sinh học offline của chúng mình, cảm ơn Vũ Đức Hải, cảm ơn Phạm Đình Thế, cảm ơn Trần Tuấn Vũ, cảm ơn Mỹ Duyên, Trình Ham Chơi. Noel rồi nhưng chúng mình vẫn chưa có gấu được các cháu ạ. Chúng mình vẫn phải lang thang ở đây để dạy các cháu kiếm gấu. Các cháu có chị gái hay là cô gì đó thì giới thiệu chúng mình nhé. Cảm ơn Nguyễn Thùy Linh, cảm ơn Phạm Minh Chiết, cảm ơn Thùy Dung, cảm ơn Đào Thu Hà comment rất là đúng câu số 7 ạ. Bây giờ anh em cùng comment câu số 8 nó đáp án gì ạ? Anh em cùng comment xuống dưới câu số 8 nó đáp án gì ạ? Câu số 8 ạ. 8 nó đáp án gì ạ? Cho m gam glucose. Thực ra là mấy câu đầu nó dễ dàng vậy thôi chứ tí càng xuống dưới càng khó ạ. Cho m gam glucose. Lên men. Glucose là C6H12O6. Lên men thành rượu alcohol với hiệu suất 75%, chỗ này là 0,75 đúng không? Rượu ancol etylic xong rồi toàn bộ khí CO2 hai lần CO2 thoát ra. CO2 thoát ra này thì được hấp thụ hết vào dung dịch CaOH hai lần dư cả nhà nhé. Hai lần chú ý ở đây có từ dư thì tạo thành 40 gram kết tủa là CaCO3. Được chưa? 40 gram kết tủa CaCO3 chúng ta tìm được số mol CaCO3 bằng 40 chia cho 100. 40 mà chia cho 100 thì bằng 0,4 mol. Được chưa? 0,4 mol nhá. 0,4 mol kết tủa. Vậy ở đây này, chúng ta có CaOH hay lần dư nhá. Chúng ta có CaOH hay lần dư thì chúng ta sẽ có rằng là số mol CO2 chính bằng số mol kết tủa. Được không ạ? Và do số mol CO2 chính bằng số mol kết tủa, đây là 0,4. Được chưa? Anh này là 0,4. Vậy suy ngược lại mình có 0,4 nhân 1 chia 2 thì bằng 0,2. Thuận nhân nghịch chia. Nghịch chia chia 0,75. Nhá, vậy bằng này. 0,2 chia 0,75. Nhân với 180. Kết quả chúng ta bằng 48 gram. Cả nhà nhìn rõ không ạ? 48 gram nhé. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án. Đáp án gì ạ? Đáp án C. Đấy chưa? Tuyên dương tất cả các anh em comment đáp án C. Và chúng mình nhìn thấy có rất nhiều bạn comment đáp án C luôn. Đấy, chứng tỏ là chúng ta vẫn chưa quên hữu cơ đúng không ạ? Chúng ta vẫn là rất nhớ hữu cơ ạ.
À, nhân tiện. Nhân tiện trong cái buổi live này là một cái buổi live mà thầy công bố đáp án cũng như là giải chi tiết cũng như là tuyên dương ba cái bạn nam đạt điểm cao nhất trong buổi thi thử ngày hôm qua. Bạn điểm cao nhất là bạn Hưng HY, bạn điểm cao thứ ba là bạn Ngô Tuấn Anh hay là nick Facebook là Rau và Quả. Thì cả ba bạn vừa mới được Trung Minh đặt tên, hay là Trung Minh đọc tên, hay Trung Minh ghim tên ở phía dưới này, thì vui lòng inbox cho Trung Minh với nick Vũ Tuấn Minh để được nhận phần thưởng nhé. Được chưa? Và phần thưởng cao nhất là một cái khóa học cực kỳ chất của chúng mình, khóa chia dạng và nền tảng chi tiết dành cho 2K3, học chắc chắn auto đỗ đại học trên 8 điểm, và một cuốn sách của chúng mình ạ. Ok ạ, cảm ơn tất cả các cháu đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay ạ. Hãy nhanh tay chia sẻ buổi học này và tag các bạn vào đây ạ. Và nhớ cái lịch livestream thi thử, như lịch lịch thi thử của chúng mình là vào 8 giờ tối thứ bảy hàng tuần nhá. Nào, cùng comment đáp án câu số 9 ạ. Trần Tuấn Vũ em có 825 tiếc nhỉ. Nào, câu số 9 ạ. Những bạn nào mà muốn biết điểm thì click vào cái link phía dưới, chúng mình gắn cái link nha, bạn điểm xuống phía dưới ạ. Câu số 9 ạ. Câu số 9. Công thức cấu tạo thu gọn nào sau đây là của cellulose? Anh em cùng comment đáp án câu số 9 xem ạ. Công thức cấu tạo nào thu gọn nào sau đây là của cellulose? Cellulose để có công thức cấu tạo thu gọn như nào? Cellulose thì chuẩn của nó là C6H10O5 tất cả n lần. Nhưng mà bên trong cái cấu trúc phân tử của nó ấy, cả nhà chú ý nhé. Bên trong cái cấu trúc phân tử của nó thì anh này nó còn có ba nhóm OH tự do. Ba nhóm OH tự do nó bị tách ra, nó thành là C6H7O2 tất cả n. Được chưa? C6H7O2 OH tất cả ba lần. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C cả nhà nhé. Đáp án đúng là đáp án C ạ. Tuyên dương các bạn đã comment đáp án đúng, đáp án C ạ. Ok. Mình sang câu số 10. Câu số 10. Một kim loại đồng phản ứng được với dung dịch của chất nào sau đây ạ? Một kim loại đồng. Kim loại đồng thì phản ứng được với dung dịch của chất nào sau đây ạ? Cả nhà cùng xem nào. Anh đồng này thì phản ứng được với dung dịch chất nào sau đây ạ? Khá là căng thẳng đấy ạ và khá là khó luôn. Bởi vì là đây là một cái phần mềm vô cơ và đã lâu lâu rồi, hơn một năm nay rồi chúng ta mới động lại vô cơ, thì là khá nhiều bạn toang lại cái phần vô cơ này. Chính vì vậy nên là trong cái khóa học của chúng mình thiết kế thì chúng mình dạy phần vô cơ cực kỳ kỹ và dạy lại từ lớp 10, từ lấy gốc luôn. Nên là những bạn nào mà mất gốc vô cơ thì vẫn có thể học được ở trong cái khóa mà nền tảng và chia sẻ chi tiết của chúng mình nhá. Câu số 10. Kim loại đồng. Kim loại đồng phản ứng được với dung dịch của chất nào sau đây? Kim loại đồng phản ứng với dung dịch chất nào sau đây? Thế thì đồng này, nếu mà kim loại đồng mà tác dụng đường thì chắc chắn không tác dụng HCl rồi, tại vì đồng đứng trước hydro trong dạng đồng đứng sau hydro trong dạng điện hóa, đúng không? Thế bây giờ chơi đến kiểu là kim loại mạnh để kim loại yếu, thế thì đồng thì không thể mạnh hơn kali được nên đồng không tác dụng với KNO3, đồng không mạnh hơn 3C được nên đồng không tác dụng với MgF4. Vì vậy nên ở đây chúng ta chỉ có một phản ứng, đó là đồng tác dụng được với AgNO3 nhé, đồng tác dụng được với AgNO3 để tạo thành CuNO3 hai lần cộng với lại bạc, được không ạ? Đấy. Vậy đây này, vậy suy ra đồng phản ứng được với dung dịch AgNO3 nhá. Đáp án đúng là đáp án D, nó sinh ra bạc. Ok ạ, cả nhà hiểu bài chưa? Ok, cả nhà hiểu bài chưa? Rất là cảm ơn tất cả anh em đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Hãy nhanh tay chia sẻ lại buổi học này cũng như là test tất cả các bạn vào đây ạ. Để chúng ta được lấy gốc lại cùng với nhau ạ, câu số 11. Đây nó có 40 câu đấy ạ. Câu số 11. Một amin đơn chức mà chứa 3,11% nitơ về khối lượng. Vậy công thức phân tử của amin là. Ở đây chúng ta phải để ý là cái từ đề bài bảo chúng ta nó là amin đơn chức nhé. Bởi vì nó là một amin đơn chức nên nó sẽ có dạng là CXHIN là. Được không ạ? Thế thì chứa 31,11% về nitơ. Vậy có nghĩa mình sẽ có này, nitơ này là 14 chia cho phân tử khối của CXHIN thì bằng 31,11 phần 100. Và tới đây mình tìm được phân tử khối nhé, phân tử khối của CX HIN bằng 14 chia 0,3111 bằng 45. Thế thì phân tử khối bằng 45 ấy, thì câu chuyện của chúng ta nó rất là đơn giản thôi ạ. Nhá. 45 thì câu chuyện chúng ta rất là đơn giản. Đây mình xem anh này bằng bao nhiêu? 12 nhân 3 cộng 9 cộng 14 bằng 59. Vớt. 12 nhân 2 cộng 5 cộng 14 bằng 40. 12 nhân 2 cộng 5. Đấy, 43 vớt. Đúng ạ. 12 nhân 3 cộng 7 cộng 14 bằng 57 vớt. 12 12 nhân 2 cộng 7 cộng 14 bằng đây, 45 cả nhà nhìn nó, 45. Vậy suy ra đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D cả nhà. Rất rất dễ luôn. Cực kỳ dễ dàng nhá. Ở đây có bạn
Nguyễn Võ Minh Quân hỏi lịch live với lịch làm đề ở đâu vậy giúp em. Thì lịch làm đề, lịch thi thử nhá, là vào 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần, được chưa ạ? 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần thì các em nhớ là đặt xem trước trên fanpage, thì cái link thi thử sẽ được đăng trực tiếp lên trên fanpage. Còn lại lịch live thì là vào 20 giờ tối chủ nhật hàng tuần chúng mình sẽ live giải full cái phần mà đề thi thử này, được chưa? Vậy là cứ tối thứ bảy 20 giờ thì các cháu cứ lên fanpage của chúng mình là ngay lập tức sẽ nhìn thấy cái link đề luôn nhá. Xong rồi 20 giờ tối chủ nhật thì là lên fanpage của chúng mình thì là thấy luôn là cái link mà chúng mình live stream chữa, được chưa? Đấy là cảm ơn Nguyễn Võ Minh Quân nhé. Nguyễn Võ Minh Quân nghe nói chưa ạ? Nguyễn Võ Minh Quân nhớ báo các bạn giúp chúng mình nhá, được chưa? Nào mình có tiếp ạ. Câu số 12, câu số 12, hòa tan hết 8 gam hỗn hợp gồm, hòa tan hết 8 gam hỗn hợp gồm magie này, nhôm này, kẽm này, được chưa? Bằng dung dịch HCl dư, bằng dung dịch HCl dư thì thu được khí hydro 4,48 chia 2,4 thì bằng 0,2 mol. Được chưa? Và dung dịch X, đề bài hỏi khối lượng muối khan tạo thành khi cô cạn dung dịch X là. Câu này cực kỳ dễ luôn ạ. Câu này cực kỳ dễ luôn cả nhà. Xem cả nhà biết comment đáp án không ạ, chứ câu này dễ ợt. Câu này chúng mình có cái công thức cực kỳ nhanh nhé. Mình có này, dung dịch X này có phải là gồm muối Mg, Cl2, Al, Cl3 và Zn, CL2. Các cháu chỉ cần ứng dụng cái công thức này thôi là cực kỳ kinh này. Khối lượng muối clorua, đóng khung lại nhá. Khối lượng muối clorua thì bằng khối lượng của kim loại phản ứng cộng với 71 nhân NH2. Được chưa? Vậy à, ở đây mình có này. Khối lượng kim loại phản ứng là 8 gram cộng với 71 nhân số mol H2 ở đây là bằng 0,2. Vậy bằng này. 8 cộng 71 nhân 0,2 bằng, đây cả nhà nhìn thấy không? 22,2 gram. Được chưa? 22,2 gram. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C nhé. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok ạ, cả nhà hiểu rõ bài không ạ? Rất rất dễ. Vậy là cái công thức này là công thức thần thánh khi mình học vô cơ. Công thức này ở trong cái bài dạy chia dạng và nền tảng chi tiết của chúng mình đã nói rất rất kỹ và cả chứng minh về cái công thức này ạ. Nhá. Rất là cảm ơn cháu Huỳnh Được, cháu Phạm Thế Mạnh, cháu Vũ Đức Khải, cháu Nguyễn Thùy Linh, cháu Nguyễn Võ Huynh Minh Quân đã comment rất là nhiệt tình cho cái đáp án câu số 12 này. Cảm ơn các cháu đã ủng hộ chúng mình ạ. Hãy nhanh tay chia sẻ lại buổi học này cũng như là test giúp chúng mình tất cả các bạn và cháu vào đây ạ. Nhá. Ok ạ, và comment thật nhiệt tình đáp án, bởi vì là cái việc mà các cháu comment ấy nó thay cho một lời cổ vũ chúng mình nhá. Câu số 13. Câu số 13. Câu số 13. Chất nào sau đây có phản ứng tráng hương với dung dịch AgNO3 trong NH3? Chất nào sau đây có phản ứng tráng hương với dung dịch AgNO3 trong NH3? Chú ý là phản ứng tráng hương nhé. Thế thì chúng ta phải hiểu là điều kiện để thực hiện phản ứng tráng hương, điều kiện để thực hiện phản ứng tráng hương là nó phải có hoặc là HCOOR phải hoặc là CHO. Được chưa? HCOOR phải hoặc là CHO. Vậy thì ở đây mình có nhá, mình viết thế là ethyl format HCOO C2H5. Nhìn thấy không ạ? Nó có đầu HCOO. Vậy thì nó có phản ứng tráng hương. Chọn luôn anh này luôn ạ. Chọn ngay lập tức luôn. Đáp án đúng đáp án A luôn. Ok chưa? Đáp án A nhá. Tráng hương là phải có chó hoặc là có HCO, các cháu nhớ chưa? Đấy, nhớ cái chỗ này lại nhá. Nào sang câu số 14 nào. Anh em cùng comment xem đáp án câu số 14 đáp án gì ạ? Câu số 14 ạ. Anh em thử xem nào. Câu số 14, STX có công thức phân tử là C4H8O2, đây là STX. Khi tác dụng với KOH thì thu được chất Y có công thức là C2H3O2K. Được chưa? C2H3O2K. Vậy này, bây giờ mình xem này. Giờ mình xem nhé. Mình xem anh này thủy phân thì nó tạo thành gì nữa. Để cả nhà cùng nhìn này. 4 này, chú ý 2 thì còn 2. Nhìn kỹ chúng mình là 8 cộng 1 là 9. 9 trừ 3 thì còn 6. H6. O2 cộng 1 là O3. O3 trừ O2 thì còn O. Vậy CH6O này chính là C2H5OH. Nhìn rõ chưa? Vậy thì suy ra anh C4H8O2 nó phải là este. Este nó phải có dạng là COO C2H5 thì nó mới ra được C2H5OH. Thế mà 4 carbon, thế đây là có 3 rồi. Vậy anh này là CH3 COO C2H5 nhá. CH3 COO C2H5. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? Anh em biết không ạ? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D, CH3COCH5 nhá. Ok, cả nhà hiểu bài không ạ?
Cả nhà hiểu bài chưa? Rất là cảm ơn cả nhà đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ, và ủng hộ chúng mình rất là nhiệt tình ạ. À, ok ạ. Được chưa? Đáp án đúng câu 14 chúng ta là đáp án D. Được chưa? Giờ anh em sang câu số 15 xem nào. Câu số 15 này nó ở phần đại cương kim loại nhá. Câu số 15 ở phần đại cương kim loại. Hello, cảm ơn Nguyễn Võ Minh Quân, cảm ơn Phạm Thế Mạnh nhá, cảm ơn Nhật Hạ, cảm ơn Nguyễn Thành, cảm ơn Thùy Dung đã nhiệt tình, cảm ơn Huỳnh Được, Nguyễn Võ Minh Quân, Phạm Thế Mạnh rất nhiệt tình comment đáp án của chúng mình ạ. Rất là cảm ơn các cháu. Các cháu nhớ lịch thi nhá. Nhớ lịch thi để nhận phần quà của chúng mình nhá, là 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần nhá. Nhớ lịch thi lên fanpage học xong rồi thi, được điểm chúng mình tặng quà đặc biệt cho ba cháu nào được điểm cao nhất, giải nhất, giải nhì, giải ba. Được chưa? Nào ok ạ, tiếp ạ, câu số 15 ạ. Kim loại nào dưới đây có tính dẫn điện tốt nhất? Kim loại nào dưới đây có tính dẫn điện tốt nhất? Kim loại nào? Kim loại nào có tính dẫn điện tốt nhất? Thế thì chúng ta phải nhớ về thứ tự độ dẫn điện nhá. Đầu tiên là gì ạ? Đầu tiên là bạc, sau đến đồng. Vậy kim loại có tính dẫn điện tốt nhất đó là gì ạ? Đó là bạc, cả nhà nhớ nhé. Bạc ạ. À, rồi. Câu số 16. Câu số 16. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím ẩm đổi thành màu xanh ạ? Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím ẩm đổi thành màu xanh? Chúng mình phải nhớ một chút ạ. Quỳ tím ẩm mà đổi thành màu xanh thì tương đương với việc là dung dịch đấy nó phải có tính gì ạ? Tương đương với việc là dung dịch đấy phải có tính kiềm hay là tính bazơ. Đúng chưa? Thế thì đây, mình có này CH3COH là tính axit làm quỳ tím đổi thành màu đỏ nhá. Vứt. Anh này là amino axit. Amino axit thì có nhóm NH2 bằng nhóm COH. Do nhóm số nhóm NH2 bằng số nhóm COH nên nên là gì ạ? Nên là anh này là môi trường trung tính nhá. Vứt. Không làm quỳ tím nội màu. Tiếp tục ạ. Anh này có số nhóm COH bằng số nhóm NH2 nên cũng môi trường trung tính, không làm quỳ tím đổi màu. Vậy ở đây làm quỳ tím ẩm đổi thành màu xanh thì nó là đáp án A. CH3NH2 metin amin làm quỳ tím ẩm đổi thành màu xanh. Ok không ạ? Cả nhà hiểu bài chưa? Câu số 17 ạ. Câu số 17 là một câu khá là hack IQ, bởi vì ở câu này đòi hỏi chúng ta phải thuộc kiến thức nhá. Ở bên trong cuốn sách giáo khoa hóa học lớp 12 có ghi rất rõ là có một anh trong hội này tồn tại ở điều kiện thường thể khí nhưng các cháu vẫn bị sai nhá. Các cháu vẫn bị sai. Anilin là tồn tại điều kiện thường thể gì ạ? Anilin là tồn tại điều kiện thường thể lỏng nhá. Được chưa? Glucose là tồn tại ở điều kiện thường nhá. Glucose là tồn tại ở điều kiện thường thể thể gì ạ? Dưới dạng tinh thể. Saccharose cũng tồn tại ở điều kiện thường là dưới dạng tinh thể. Được chưa? Vậy tồn tại điều kiện thường thể khí là metinamin, etinamin và trimetinamin. Đáp án đúng chúng ta nó là đáp án C nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. À, chúng mình vừa nhìn thấy có bạn Hoa Hoàng mà hỏi là nay giải bao nhiêu câu, nay giải full 40 câu Hoa Hoàng nhá. Nay mình giải full 40 câu. À, cảm ơn Nguyễn Thùy Linh, cảm ơn Phạm Bình Thế, cảm ơn Phạm Hùng, cảm ơn Huỳnh Được, cảm ơn Vũ Đức Hải nhá. Đã rất là nhiệt tình comment đáp án của chúng mình. Hello chào Trình ham chơi, hello chào tất cả các anh em. Nào, mình sang câu tiếp ạ, câu số 18. Câu số 18. Thủy phân hoàn toàn một mol pentapeptide X thì thu được hai mol glycine. Vậy là gly 2. Một mol alanin, vậy là ala 1. Một mol valin, vậy là valin 1. Một mol phenylalanin, vậy là phê 1. Được chưa? Thủy phân không hoàn toàn X. Đấy, sang cái phần thủy phân không hoàn toàn X. Thủy phân không hoàn toàn X thì thu được dipeptide vala phê. Vậy thằng vala phải đứng trước thằng phê. Vala đứng trước phê. Vala đứng, thằng này không có vala đứng trước phê này. Thằng này không có vala đứng trước phê này. Và tripeptide gly alava. Gly alava, thằng này không có gly alava. Thằng này cũng không có gly alava. Ô hết, bỏ hết rồi. Thế khả năng cao đây là gõ sai rồi. Khả năng cao đây là gõ sai nhá. Ở đây chúng mình chỉnh lại đây ạ. À, có vala phê, vậy vala phải đứng trước phê mà mình chỉ có một vala thôi. Vì vậy nó sẽ là gly này, ala này, vala này, phê. Và không có gly gly nên gly phải đứng cuối nhá. Vậy cái tiêu chuẩn chúng ta là gly ala va phê gly. Được chưa? Vậy khả năng cao ở đây đáp án đúng là đáp án E. Khả năng cao đây gõ nhầm. Gõ nhầm của đáp án B nhá cả nhà nhá. Đây là một cái câu bị lỗi, được chưa? À, xin lỗi cả nhà, đáp án E. Gly alava phê gly nhá. Được chưa? Câu số 19.
câu số 19. Và ở cái câu lỗi câu số 18 này thì chúng mình đã cộng đồng thời tất cả 0,25 điểm cho tất cả các cái bài thi bị sai những cái lỗi đề này. Để cho lỗi đề này là do gỗ lỗi người đánh thôi, lỗi người đánh thì là lỗi người gõ đề thì là chúng mình nhá. Xin lỗi cả nhà. Ok ạ, câu số 19. Câu số 19 ạ. Câu số 19, chất nào sau đây trùng hợp tạo thành polyethylene ạ? Chất nào sau đây trùng hợp để tạo thành polyethylene ạ? Nào xem nào. Chất nào sau đây trùng hợp để tạo thành polyethylene? Lưu ý ở đây mình có hai từ chốt là trùng hợp. Điều kiện để trùng hợp là nó phải có nối đôi CC. Nhá. Điều kiện để thực hiện để phản ứng trùng hợp phải có nối đôi CC. Vậy là A, B, C, D thì là đều có nối đôi CC rồi. Thế thì polyethylene. Polyethylene thì nó là bắt nguồn từ ethylene đúng không? Thế thì anh này là ethylene. Đáp án đúng là đáp án D nhá. Câu số 20. Câu số 20. Amin nào sau đây là amin bậc 2? Amin nào sau đây là amin bậc 2? Cả nhà có làm được không ạ? Cả nhà có nắm được không ạ? Có dễ không ạ? Ok ạ. Amin nào amin bậc 2? Wow. Rất nhiều bạn comment đáp án A. Cảm ơn tất cả các cháu Hoa Hoàng, Nguyễn Hồng Hạnh, Hạnh Nguyễn, Minh Hằng, Nguyễn Võ Minh Quân, Nhật Hạ comment nhất nhiệt tình đáp án ngày hôm nay của chúng mình ạ. Các cháu giúp chú Minh chia sẻ lại buổi học này cũng như là test tất cả các bạn các cháu vào đây đấy ạ. Để các cháu được biết ạ. Các cháu nhân tiện đây chúng mình cũng nhắc lại là chúng mình tổ chức thi thử liên tục vào tối thứ bảy hàng tuần 20 giờ. Các cháu nhớ theo dõi và tham gia cái buổi thi thử của chúng mình nhé. Để chúng mình sẽ tặng thưởng cho ba bạn được điểm cao nhất, và ngay lập tức là sau khi mà thi thử xong thì là hôm chủ nhật chúng mình sẽ livestream giải chi tiết và công bố phần quà nhé. Ok ạ. Sang câu 20. Amin nào sau đây là amin bậc 2 ạ? Amin nào sau đây là amin bậc 2? Amin nào sau đây là amin bậc 2? Amin bậc 2 nhá. Khi đề bài hỏi amin bậc 2 thì chúng ta phải nhớ đến nó có dạng là R1 NH R2. Được chưa? Amin bậc 2 thì nó phải là R1 NHR2. Vậy anh này là amin bậc 1 này, NH2 này. Bậc 1 NH2 này. Anh D này là amin bậc 3, tên của nó là trimethylamin nhá. Bỏ nốt. Vậy đáp án đúng của chúng ta nhá. Chúng ta đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? A là amin bậc 2. Tên của cháu này là dimethylamin. Được chưa? Dimethylamin nhá. Câu số 21. Câu số 21. Các bạn là Hoa Hoàng, bạn ấy hỏi chúng mình là lịch live là tối thứ mấy? Lịch live là tối chủ nhật với tối thứ bảy nhá. Lịch livestream của chúng mình cố định là tối thứ bảy và tối chủ nhật. Được chưa? Câu 21 ạ. 21 anh em chọn đáp án gì ạ? 21. Hôm nay chúng mình chữa full 40 câu nhá. Hôm nay chúng mình chữa full 40 câu. 21 ạ, cả nhà cùng comment đáp án xem ạ. Rất là cảm ơn cả nhà đã vui lòng chia sẻ lại buổi học này, và đây là buổi học free ạ, và giúp chúng mình test tất cả các bạn các vào đây ạ. Comment đáp án nhiệt tình lên chưa các cháu? Xem nào, từ nãy giờ chúng mình thấy có rất nhiều cháu đã comment đáp án đúng rồi. Mình thử với câu 21 ạ. Cho STE đơn chức, STX đơn chức phân tử khối là 88. Thế thì 6, phải nên mình nhìn này. A, B, C, D thì tất cả nó đều là dạng COO. Vậy thì STE của chúng ta nó sẽ có dạng là RCOOR phải. Số mol là 6,6 chia 88. 6,6 chia 88 thì bằng 0,075 mol nhá. 0,075 mol. Tác dụng với NaOH. Số mol NaOH bằng 0,08. Phản ứng xảy ra hoàn toàn mình thu được RCOONa. Tính cho anh nhỏ hơn là 0,075 mol. Ok không ạ? Và đây chúng ta nhìn nhá. RCOONa nếu mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố natri thì natri ở đây là 0,08 này, đây có mới có 0,075 thôi. Vậy điều này chứng tỏ rằng là NaOH còn dư. Là 0,08 trừ 0,075 bằng 0,005 mol. Coca dung dịch sau phản ứng thì thu được 7,4 gam chất rắn. Vậy chỗ này là 7,4 gam chất rắn. Vậy thì hoàn toàn ở đây mình sẽ có R cộng với 44 cộng 23 thì là bằng cộng với 67. Nhân với lại 0,075. Cộng với khối lượng của NaOH là 0,005 nhân 40 thì bằng 7,4. Nào các cháu cùng bấm máy tính giúp chúng mình xem R bằng bao nhiêu ạ? Các cháu cùng bấm máy tính giúp chúng mình xem R bằng bao nhiêu ạ? Anh em cùng bấm máy tính giúp chúng mình vậy ạ. R bằng bao nhiêu ạ? Comment giúp chúng mình đáp án xuống phía dưới vậy ạ. Bao nhiêu R bao nhiêu? R bằng bao nhiêu? R bằng 29. Đúng ạ. Với R mà bằng 29
thì là ngay lập tức chúng ta sẽ suy ra được nó là C2H5. Được chưa? Vậy R đầu của nó là đầu CH5. C2H5 COO. Thế mà phân tử khối bằng 88 ạ. C2H5CO, vậy mình loại đáp án A, mình loại đáp án C rồi. Đúng chưa? Mình loại đáp án D rồi. C2H5. Đây này, chỗ này là oánh lộn đúng không? Để oánh lộn nó bị chạy lộn này. Đây rồi. CH3CH2COO. Được chưa? Thì 88 thì 88 trừ đi cụm này thì còn 15, nên cháu này gọi là CH3CH2COCH3 nhá. Chỗ này là cái ý B này bị gõ lộn rồi, bị gõ lộn đáp án rồi nhá. Đáp án đúng của chúng ta, đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Bỏ chỗ này bị gõ máy tính lộn một chút, cả nhà thông cảm nhá. Ok ạ, rất là cảm ơn cả nhà đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Hãy nhanh tay chia sẻ lại buổi học này, với đây là buổi học free ạ, và giúp chúng mình test tất cả các bạn vào đây với ạ. Câu 21 đáp án đúng của chúng ta là đáp án B cả nhà nhé. Bây giờ mình lại sang tiếp các cái câu lý thuyết này. 22 đáp án gì ạ? Là coi như đây là một lần mà chúng ta ôn lại phần lý thuyết nhá. Và chúng ta cứ ôn liên tục như vậy thì điểm thi của chúng ta sẽ cực kỳ cao. Câu số 22 ạ. 22 đáp án gì ạ? Khi thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và gì? Thế chúng ta lưu ý một tí ạ. Chúng ta lưu ý một chút ạ. Là thủy phân chất béo trong môi trường kiềm ạ. Nhá, thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thì chất béo là được tạo bởi từ chất béo là triete nhá, chất béo là triete của glycerol và axit béo. Vậy thủy phân nó thì thu được muối của axit béo rồi, và chắc chắn chúng ta sẽ thu được gì ạ? Glycerol nhé cả nhà nhé. Đáp án đúng là đáp án A. Glycerol, đáp án đúng là đáp án A. Ở đây chúng mình có thấy rất nhiều bạn comment đáp án, cảm ơn Vũ Đức Hải, cảm ơn Hoa Hoàng, cảm ơn Thùy Dung, cảm ơn Nhật Hạ, cảm ơn Bình Bong, cảm ơn Nguyễn Thị Linh. Cố lên người lái đò online từ Nam tới Bắc. Cảm ơn Nguyễn Võ Minh Quân, cảm ơn rất nhiều, cảm ơn cháu. Cảm ơn Trình ham chơi. Ok ạ, nào mình sang câu tiếp theo, câu số 23. 23 đáp án gì ạ? Polyvinyl clorua còn là dùng làm vật liệu nào sau đây? Chỗ này là cũng bị gõ nhầm ạ, chỗ này là chất dẻo chứ không phải là chất béo. Polyvinyl clorua thì được sử dụng làm vật liệu nào sau đây ạ? Cả nhà cùng xem là nó là sử dụng làm vật liệu gì. Đây là phần chương polymer, và các cháu thì hình như là có vẻ là sợ chương polymer nhiều nhất, bởi vì đa số cái phần chương polymer á, nó là phần về kiến thức học thuộc đúng không ạ? Yên tâm ạ, có chương Minh Độ là hết ạ. Share cái video này lại thì chắc chắn là không bị sợ phần chương polymer nữa, bởi vì có chương Minh Độ rồi. Nào, polyvinyl clorua được dùng làm vật liệu nào sau đây? Thì nó được sử dụng làm vật liệu đó là chất dẻo nhé. Đáp án đúng là đáp án D, chất dẻo ạ. Câu 24. Câu 24. 24. Cho m gam nhôm. Đây một câu tính toán đấy ạ, một câu tính toán đấy. Cho m gam nhôm. Chúng mình tính toán chậm cho các cháu nhìn nhá. Vào HNO3 dư. Thì do tác dụng HNO3 nên nhôm chúng ta sẽ lên nhôm dương 3 nhá. Cộng với lại khí NO. Số mol NO bằng 0,896 chia 2,4. 0,896. 2,4 bằng 0,04 mol. 0,04 mol. Và dung dịch Y nhá. Cho NaOH vào Y thì không thấy thoát khí, vậy điều này chứng tỏ rằng Y chúng ta không có NH4NO3. Được không ạ? Thế thì câu chuyện chúng ta rất đơn giản thôi. Mình đặt số mol nhôm là A, mình sẽ có biểu thức bảo toàn electron. Bảo toàn electron. Nhôm từ nhôm 0 lên nhôm dương 3 nhường 3 E, 3 nhân A để là tổng E nhường. Tổng E nhường ở đây chỉ có mỗi thằng nhôm nhường thôi ạ. Bằng tổng E nhận. Tổng E nhận này, nitơ dương 5 về nitơ dương 2. 5 trừ 2 bằng 3, vậy là 3 nhân với lại 0,04. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được A bằng 0,04 nhá. Với A bằng 0,04 ấy thì ngay lập tức mình tìm được luôn là 0,04 nhân 27 thì bằng 1,08 gram nhá. 1,08 gram. 1,08 gram vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. 1,08. Đáp án đúng đáp án A. Rất dễ luôn. Cực kỳ dễ dàng. Câu 24 rồi ạ. Làm xong câu 24 là mình ăn 6 điểm rồi ạ. Thế ạ. Đề thi học kỳ thì cực kỳ dễ dàng. Câu số 25 ạ. 25. Cho phản ứng sau nhận định nào đúng. Cái này thì chúng mình nghĩ rằng là sẽ giết khá nhiều cháu đây. Các cháu, các anh em cùng đang học buổi live ngày hôm nay, vui lòng comment đáp án xuống xem là đáp án nào ạ. Rất là cảm ơn cả nhà đã đang theo dõi buổi học của chúng mình ngày hôm nay ạ. Hãy nhanh tay chia sẻ lại buổi học này, đây là buổi học free, và giúp chúng mình test tất cả các bạn và cháu ở đây ạ. Cảm ơn tất cả nhà. Thank you cả nhà rất rất nhiều ạ. Ok ạ. Đáp án gì ạ?
Câu 25 ạ. Nhận định nào sau đây là đúng? Nhận định nào sau đây là đúng ạ? Mình thấy này, sắt không lên sắt dương 2. Đúng chưa? Đồng dương 2 về đồng không. Mình có một cái nguyên tắc bất di bất lịch dịch là oxy hóa mạnh cộng khử mạnh để tạo thành oxy hóa yếu cộng khử yếu. Đúng chưa? Vậy đây mình có ion đồng 2 cộng có tính oxy hóa mạnh hơn sắt 2 cộng nhá. Bởi vì làm sao ạ? Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi hàng cửa hàng nhá. Sắt 2 cộng đứng trước đồng nên nó phải là tính oxy hóa. Đồng 2 cộng tính oxy hóa mạnh hơn. À sai. Đồng có tính khử mạnh hơn sắt, sai chưa? Sắt đứng trước đồng nên sắt nó phải khử mạnh hơn đồng. Ion sắt 2 cộng có tính khử mạnh hơn đồng, sai luôn. Kim loại sắt có tính khử mạnh hơn đồng, cái này mới đúng ạ. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa, tính khử của sắt mạnh hơn đồng bởi vì sắt đứng trước đồng trong dạy điện hóa. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D nhá. Được chưa? Được chưa? Đáp án đúng là đáp án D. Câu số 26 nhá. Nào, câu 26 ạ. Hello, chào Phạm Thế Mạnh, chữ nhảy nhiều quá nên không thấy rõ à, khổ thân em. Nhưng mà làm sao chữ nhảy được nhỉ? Hello, chào Trình Ham Chơi, thầy dạo này nghe kiểu nhìn ngon dai dê, nghe dê nghĩa là sao nhỉ? Sao lại trông ngon dai à? Thầy vẫn thế, vẫn ép à, Noel vẫn chưa có gấu ạ. Các cháu giới thiệu chị gái hay là cô cho chú Minh đi ạ, để chú Minh có thể yên tâm mà dạy like các cháu ạ. Nào, mình sang câu tiếp ạ, câu số 26 ạ, anh em cùng làm xem câu 26 đáp án gì ạ. 26 đáp án gì ạ? Anh em thử comment xem 26 đáp án gì ạ. 26, 4,5 gram. Đây là một cái câu về cái dạng là dạng cộng của bọn amin đúng không? 4,5 gram etinamin. Tác dụng với HCl thì khối lượng muối thu được là bao nhiêu? Thế là mình viết phương trình ra thôi. C2H5 NH2 mà cộng với lại HCl thì phải mình thu được là C2H5 NH3Cl. Thực ra nhiều đứa còn chẳng cần phải viết phương trình cơ. Đúng không ạ? Nhiều đứa chẳng cần viết phương trình, nó chỉ cần bảo toàn khối lượng thôi. Bảo toàn khối lượng. Anh này là 4,5 này cộng với lại khối lượng HCl này. Thế thì mình có số mol anh này là bằng 0,1 đúng không? 4,5 chia 45 này. Vậy số mol HCl là 0,1 đúng không? Vậy đây là 4,5 cộng với 0,1 nhân 36,5 thì bằng m muối. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được m muối. 4,5 cộng với 0,1 nhân 36,5 bằng, đây cả nhà nhìn thấy không? 8,15 gam ạ. 8,15 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. 8,15 gam cả nhà nhá. Đáp án đúng là đáp án C. 8,15 gam. 27 ạ. 27 ạ. 27 ạ. Buồn thế, hàng khoai. Hàng khoai không giới thiệu, thế này thì làm sao chúng mình có gấu đi chơi Noel được. Bảo toàn cái kịch ra đúng là chính xác, tăng giảm khối lượng cũng được nhưng bảo toàn nhanh hơn. Cảm ơn Nguyễn Thành, cảm ơn Trình Ham Chơi, cảm ơn Vũ Đức Hải. Cảm ơn tất cả các cháu đã rất là nhiệt tình comment đáp án của chúng mình ngày hôm nay ạ. Nào, mình sang câu 27 ạ. 27 đáp án gì ạ? 27 nào. Sao băng hóa hoàn toàn 8,06 gram chất béo trung tính. Thì đây là chất béo này. Một chất béo thì ăn 3 cao hắt. Số mol cao hắt bằng 0,03. Cô cạn dung dịch thì thu được muối. Thì chất béo mà thủy phân hay là xà phòng hóa trong cao hắt ấy thì nó sẽ thu được muối cộng với lại glycerol C3H8O3. Đúng không ạ? Thế thì ngay tức 0,03 thì suy ra số mol glycerol là 0,03 nhân 1 chia 3 thì bằng 0,01. Được không ạ? Thế thì hoàn toàn tới đây mình có bảo toàn khối lượng. Nhắc lại chúng ta nhớ ạ, bảo toàn khối lượng. Chất béo là 8,06 cộng với khối lượng cao hoặc là 0,03 nhân 56 thì bằng m muối cộng với lại m glycerol là 0,01 nhân 92. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được m muối luôn nhá. Đó, bấm máy tính đây chúng ta tìm được m muối luôn. 8,06 cộng 0,03 nhân 56 trừ đi 0,01 nhân 92 bằng, ô chết, chúng mình bấm nhầm rồi. À đây, bấm nhầm đoạn này. 8,06 đây bằng 8,82 gam nhá. 8,82 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ok, chúng mình thấy rất nhiều anh em comment đáp án A luôn. Bấm máy tính nhanh đấy, đó, bấm máy tính rất nhanh luôn. Ok, cảm ơn cả nhà đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem lại buổi học này của chúng mình. Rồi mình sẽ sang phần lý thuyết tiếp ạ. Đôi khi trong quá trình cả nhà học và làm bài thì cả nhà rất là sợ cái phần lý thuyết.
Thế thì ở đây đấy, sang cái câu 28 này có phần lý thuyết rất là hay thì chúng mình sẽ độ cho cả nhà nhá. Ok, nào mình có nào. Ở đây có bạn, ở đây có bạn bạn Hoa Hoàng, bạn hỏi là sao biết C38O3? Tại vì là anh này là chất béo mà. Chất béo thì nó là triglyceride, nó là triglyceride, có nghĩa là nó được tạo bởi từ glycerol và các gốc axit béo, nên khi thực hiện phản ứng thủy phân thì nó sẽ thủy phân ra muối cộng với lại glycerol em nhé. Hoa Hoàng nhé, Hoa Hoàng hiểu chưa? Vũ Đức Hải, chúng mình chưa có gấu. Nào mình tiếp ạ, sang câu 28 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng ạ? Anh em cùng xem ạ. Chưa trùng cuối ở phía cuối ạ. Etinacetat là chất lỏng tan tốt trong nước. Ete có phải là chất lỏng tan tốt trong nước không ạ? Không đúng không ạ? Anh này không tan trong nước mà tan nhiều trong dung môi hữu cơ. Glucose ở dạng mạch hở thì phân tử cấu tạo có anhít đơn chức và 5 ancol và 5 chức ancol. Cái này cũng chính xác nhá. Fructose và glucose là hai dạng thù hình của cùng một chất là sai, nó là đồng phân của nhau. Các amino acid ở điều kiện bình thường là những chất lỏng hoặc rắn, sai nó là các chất rắn dưới dạng tinh thể nhá. Vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án B của anh em ạ. 28 ý B và có khá nhiều cháu sai ở câu 28 này. Thôi chúng ta cùng phục hận ở câu 29 ạ. Nào anh em cùng phục hận câu 29 này. Hai kim loại đều thuộc nhóm 1A của bạn tuần hoàn này. Ui dồi ôi. Hai kim loại đều thuộc nhóm 1A của bạn tuần hoàn này. Hai kim loại đều thuộc nhóm 1A của bạn tuần hoàn. Là gì ạ? Thế thì ở đây mình phải thuộc về cái nhóm 1A hay là thuộc về những anh kim loại kiềm nhá. Gì ạ? Lâu nay không rảnh chơi phây. Lâu nay không rảnh chơi phây. Liti, natri, kali, rubidi, cesi, francis là các anh kim loại nhóm 1A nhá. Vậy mình có natri và kali là hai anh kim loại nhóm 1A. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Rất nhiều anh em là đúng, chính xác. Câu 30 ạ. 30 ạ. 30 đáp án gì ạ? 30 mới hay. Để bảo vệ vỏ tàu biển và làm bằng thép, người ta thường gắn vào vỏ tàu phần ngâm dưới nước những tấm kim loại nào sau đây? Vậy đây là phương pháp 6H12O6 ạ. Số mol glucose của chúng ta là C6H12O6. C6H12O6. Alo anh em nghe rõ thế chú Binh nói gì không ạ? Chắc vừa nãy bị lát thôi ạ. Không sao đâu ạ. Bây giờ chúng ta lại quay trở lại với nhau rồi mà. Đâu, đóng tiền mạng rồi. Cứ dọa chú Binh. Nó bị lát rồi, thi thoảng bị lát lát tí. Noel chú Binh vẫn chưa có ai nắm tay, khổ lắm. Nào mình tiếp ạ. Câu số 31 nhé. 10 kg glucose chứa 10% tạp chất. Vậy thì 10 chứa 10% tạp chất, vậy thì suy ra cái anh đơn chất, suy ra cái anh mà nguyên chất của nó là 90%, đúng không? Vậy mình sẽ có là khối lượng nguyên chất là 10 nhân với lại 90 phần 100. Vậy là nó bằng là 9 kg. Vậy đến đây mình tìm được số mol của glucose là lấy chia cho 180. Và 9 chia cho 180 thì bằng 0,05. Ở đây nhá, trong cái bài này là kg nhá. Ở trong cái bài này là kg tấn đại yến, chúng mình coi như gam tính toán bình thường. Thì số mol ở đây nó bằng là 0,05. 0,05 mol. Ok chưa? Lên men thành rượu. Biết rượu nguyên chất có D. Thế thì thể tích rượu đây thu được là 2 lần thằng C2H5OH. Hiệu suất ạ. Hiệu suất quá trình sản xuất là 95% cả nhà nhé. Hiệu suất quá trình sản xuất là 95%. Vậy thì ở đây nó là bằng 0,95. Vậy mình áp dụng ạ. Thuận nhân nghịch chia. 0,05 nhân 2 chia 1 thì bằng 0,1. Thuận nhân hiệu suất nghịch chia hiệu suất thuận nhân nhân 0,95 thì bằng 0,095. Vậy mình có số mol CH5 nguyên chất là bằng 0,095. Vậy tới đây mình tìm được khối lượng của C2H5OH nguyên chất sẽ bằng là 0,095 mà nhân với lại 46 thì bằng 0,095 này nhân 46 này 4,37. 4,37. Mặt khác mình có D thì bằng M trên V, có nghĩa là 1 ml thì nặng 0,8 gram. Vậy đến đây mình tìm được V của C2H5OH thì bằng 4,37
chia 0,8 thì bằng ạ. Đây là về nguyên chất. 4,37 chia 0,8. 5,4625. Được chưa ạ? 5,4625. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được thể tích rượu 46 độ VC2H5OH 46 độ sẽ bằng là 5,4625 chia cho độ rượu. Độ rượu ở đây đề bài nói là đây ạ. Lên men thành rượu, rượu này là 46 độ. 46 độ là 46/100. 46/100 là tương đương với lại 0,46. Vậy đây bằng là 5,4625 chia cho 0,46 thì bằng 11,875 nhá. 11,875 lít, được chưa? Và bằng 11,875 lít thì cái anh 11,875 lít này nó gần và bằng với lại 12 lít. Nên đáp án đúng là đáp án B. Đây là một trong số những cái dạng cực kỳ đặc trưng của phần chương carbohydrate. Và cái dạng này chúng mình đã dạy cực kỳ kỹ trong cái khóa học lý thuyết và chia dạng nền tảng chi tiết. Cháu nào mà chưa chắc được dạng này thì vui lòng inbox chúng mình để được tìm hiểu về khóa học nhá. Được chưa? Các nhà hiểu không ạ? Chỗ này là 11,875 lít. Đáp án đúng của chúng ta nó là gần đúng với lại 12. Đáp án đúng là đáp án B. Được chưa? Câu số 32 ạ. Câu số 32 ạ. Nào, 32 cả nhà cùng làm ra đáp án gì ạ? 32 nào cả nhà? 32 đáp án gì ạ? Ok, cảm ơn cả nhà đã đang theo dõi rất là nhiệt tình buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Hãy giúp chúng mình chia sẻ lại buổi học này cũng như là tết tất cả các bạn và cháu ở đây ạ. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ chúng mình ạ. Câu số 32. Ni lông 6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng từ monomer có công thức là. Ni lông 6 ạ. Ui, phần này chắc nhiều đứa sợ. Ni lông 6 thì được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng từ monomer có công thức là. Ni lông 6 thì bắt buộc nó phải có 6 carbon đúng không? 6 này, 1 là 7, vứt đây là ni lông 7. Đúng chưa? Anh này không thể nào mà trùng ngưng được. Anh này, này cũng không được. Anh này trùng ngưng được nhưng không phải là ni lông 6. Ni lông 6 có 6 carbon này, 5 cộng 1 là 6. Nó đi từ gì ạ? Nó đi từ epsilon amino caproic. Vậy nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. D cả nhà nhé. Yên tâm, có chúng mình độ rồi là hết sợ. Câu số 33. Câu số 33. 33. Ok, hôm nay chúng mình nhìn thấy có rất nhiều top fan đã nhiệt tình comment đáp án của chúng mình ạ. À, cảm ơn bạn Nguyễn Thành, cảm ơn bạn Vũ Đức Hải, cảm ơn Trình Ham Chơi, cảm ơn bạn Thị Kim Nguyên, cảm ơn Vũ Đức Hải, cảm ơn Nguyễn Thị Thùy Linh nhá. Không có gì phải sợ hết, có chúng mình ở đây, chúng mình cân hết tin cho các cháu. Nào, câu số 33. 33. Cả nhà nhớ nhé, chú ý là click vào nút chuông cũng như là đọc xem trước fanpage để ngay lập tức nhận được thông báo mỗi khi chúng mình livestream nhá. Câu 32, X thuộc amino acid thiên nhiên chứa một nhóm NH2. Một nhóm NH2 H2N R COOH tất cả X lần. Cho 8,9 gam X tác dụng với lại HCl dư thì thu được muối là 12,55 gam. Được chưa? Thế thì ngay lập tức chúng ta có bảo toàn khối lượng. Mình có 89 cộng với lại khối lượng của HCl thì bằng 11,255. Hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số mol của HCl luôn, đúng không ạ? 12,55 trừ đi 8,9 được chưa? Được bao nhiêu chia cho 36,5 bằng 0,1. Vậy số mol HCl bằng 0,1. Mặt khác ạ, một thằng H2N thì ăn với một HCl, vậy suy ra anh này bằng 0,1. Hoàn toàn tới đây, chúng ta sẽ tìm được phân tử khối của amino acid X bằng ạ 8,9 chia 0,1 thì bằng 8,9. Mặt khác chúng ta nhìn đáp án nhé. A có một nhóm CH, C có một nhóm CH, B có một nhóm CH và D cũng có một nhóm CH. Nên ạ, 8,9 này chính bằng R cộng với một nhóm NH2 là 16, một nhóm COH là 45. Tới đây chúng ta tìm được R bằng 89 trừ 16 trừ 45 bằng 28. 28 thì tương ứng với nó là C2H4. Hay nói cách khác, amino acid của chúng ta nó là C2H4COOH và H2N. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. À, nhưng mà thực ra nhá, những cháu nào học chúng mình từ đầu ấy, thực ra những cháu nào học chúng mình từ đầu nhìn thấy 8,9 là nghĩ ngay đến thằng Ala. Và nghĩ ngay đến thằng Ala thì mình nghĩ ngay là nó sẽ có 1, 2, 3 carbon.
là mình chọn ngay để đáp án A rồi. Đấy chưa? Đấy, chọn ngay đáp án A. Đấy nhá, đấy chúng mình có nhá. Chúng mình có giải cho các cháu để mà cho các cháu làm theo kiểu là cả đúng cả sai, xem đúng được bao nhiêu và sai được bao nhiêu nhá. Câu 34 ạ. Câu 34. Câu 34 ạ. 34 căng đấy ạ. Trước khi mình làm 34 nhá. Trước khi mình làm câu 34 thì mình làm câu 35 trước đi ạ. 34 đánh dấu để lại thì mình làm câu dễ trước. 35 ạ. Cho các phát biểu sau về carbohydrate trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là. Nào, 35 ạ. Cho các phát biểu sau về carbohydrate trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là có bao nhiêu phát biểu đúng ở đây ạ? Câu 35 trước ạ. Có bao nhiêu phát biểu đúng? Phờ-rúc và sắt đều là chất rắn kết tinh, không màu, dễ tan trong nước và có vị ngọt. Phờ-rúc và sắt thì đều là chất rắn kết tinh, đúng. Dễ tan trong nước và có vị ngọt, A đúng. Tinh bột, sen đều là polysaccharide, đúng này. Khi đun dung dịch hai bốn loãng thì sản phẩm thu được có thể tham gia phản ứng tráng gương. Thì đun với H2O4 loãng thì tinh bột và sen thì đều thủy phân cho chúng ta là glucose. Thế thì glucose thì chắc chắn tham gia được phản ứng tráng gương. Đúng. Trong dung dịch glucose và sắt thì đều hòa tan CO2 2 lần tạo thành phức màu xanh lam đậm, chính xác. Dung dịch glucose tác dụng với CO2 2 lần cho dung dịch màu xanh đặc trưng, ta kết luận glucose có 5 nhóm OH. Cái này sai hoàn toàn ạ. À. Cái này sai hoàn toàn. Bởi vì ạ, glucose tác dụng với CO2 2 lần tạo thành màu xanh đặc trưng. Thì là chúng ta chỉ kết luận được rằng là nó có OH đa kề chứ không kết luận được nó có 5 nhóm OH. Sai. Khử hoàn toàn glucose thì cho hexan. Khử hoàn toàn glucose thì cho hexan. Cái này đúng hay sai? Khử hoàn toàn glucose thì cho hexan. Cái này đúng hay sai cả nhà? Nào, khử hoàn toàn glucose thì cho hexan. Cái này đúng hay sai? Đấy, cái E này nó là đúng nha. Rất nhiều cháu chết. Vậy mình có này, 1, 2, 3, 4 nhận định đúng. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án D nhé. D, 35 đáp án D. Được chưa? Ok chưa? Chúng ta xem còn cái câu nào mà dễ dễ được không? Chúng ta còn câu nào dễ dễ được không? Không, bây giờ sang các câu khó này. 34. 34. Anh em cùng làm nhá. Bây giờ chúng ta còn 5 câu khó nữa, chúng ta cùng chiến đấu với nhau nhá, cùng chấm cái để quyết tâm nhá. Câu 35. Xà phòng hóa câu 35 ạ. Câu 35. Xà phòng hóa hoàn toàn 8,04 gram. Hỗn hợp A gồm 2 este đơn chức là X và Y. Trong đó phân tử khối của X nhỏ phân tử khối của Y. Cần 120 ml dung dịch cao áp số mol bằng 0,12. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thì thu được hỗn hợp hàn côn đồng đẳng kế tiếp và một muối duy nhất. Thu được này, muối duy nhất này. Một muối duy nhất, hai ăn côn đồng đẳng kế tiếp. Ở đây là cần, được chưa? Thế thì vậy ở đây ạ, do ở đây là cần thì chỗ này là đủ ạ. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được phân tử khối trung bình của hỗn hợp A sẽ bằng là 8,04 mà chia cho số mol là 0,12. Bởi vì ở đây đề bài cho ta este đơn chức nhá. Vậy thì hoàn toàn mình tìm được phân tử khối trung bình bằng 8,04 8,04 chia 0,12 bằng 67. Được chưa? Bằng 67. Nhá. 67. XY là đồng đẳng kế tiếp rồi. Bởi vì là thằng này là đấy nhá, thu được một muối và hai ăn côn đồng đẳng kế tiếp nên suy ra XY là đồng đẳng kế tiếp. XY là đồng đẳng kế tiếp thì mình thấy này, cái đăng 67 này lớn hơn 60 và 60 là este nhỏ nhất HCOOCH3, không còn thằng nào nhỏ hơn HCOOCH3 nữa. Được chưa? Và ngay tức lớn hơn 67 này là thằng 74. 74 là cùng một muối. Thế thì nó đều phải là HCOO. Hai ăn côn đồng đẳng kế tiếp vậy đuôi này phải là C2H5. Được chưa? Vậy ngay tức mình suy ra được hai ăn côn à hai este này là đồng đẳng kế tiếp, một anh là HCOCH5, một anh là HCOCH3. Được chưa? Đề bài hỏi chúng ta là phần trăm theo khối lượng của X trong hỗn hợp A. X trong hỗn hợp A, vậy mình đặt anh này là A thì anh này là B. Được không ạ? Vậy hoàn toàn mình có hệ phương trình ạ. Anh này là 74A cộng với lại 60B thì bằng khối lượng là 8,04.
Thứ hai là A cộng B thì bằng 0,12. Anh em cùng máy tính sẽ bằng bao nhiêu? Anh em cùng bấm máy tính với chúng mình xem bằng 74 bằng 60 bằng 8,04 bằng 1 bằng 1 bằng 0,12 bằng 0,06. B bằng 0,06. Vậy tới đây chúng ta tìm được phần trăm theo khối lượng của x trong trường hợp A. X là anh nhỏ hơn, vậy đây là x. Mình tìm được phần trăm khối lượng luôn ạ. 0,06 nhân 60 chia cho khối lượng là 8,04 bằng nhân 100 44,77 thì gần bằng 44,78 nhé. Vậy đáp án đúng là đáp án C. Ok, chúng mình thấy là có rất nhiều bạn cũng comment đúng cái câu này. Rất là cảm ơn cả nhà đã ủng hộ chúng mình ạ. Rất là cảm ơn cả nhà đã ủng hộ chúng mình rất là nhiệt tình và comment đáp án rất là nhiệt tình ạ. Anh em giúp chúng mình chia sẻ lại buổi học này cũng như là test tất cả các bạn vào trong buổi học này giúp chúng mình vậy ạ. Mình sang câu tiếp theo là câu số 36. 36 lại là một câu khó nữa. Anh em nhìn thấy không? 36 lại là một câu khó, một câu vô cơ khó. Hòa tan hết A gam một sắt. Hòa tan hết A gam một sắt trong dung dịch HCl. Số mol là 1,2 nhân 0,1 thì bằng 0,12. Nhá. Thu được dung dịch Y. Thu được dung dịch X. Và khí ở đây là khí hydro. Đúng không ạ? Số mol khí hydro chúng ta là bằng 0,896 chia 2,4 thì bằng 0,04 mol. Cho dung dịch X này. Tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3. Sau khi kết thúc phản ứng thì thu được V lít khí NO và B gam chất rắn. Xác định giá trị của B và V. Câu này mới là câu cực kỳ hay. Đầu tiên chúng ta nhìn này ạ. Mình nhìn nhá. Mình thấy này, số mol hydro là bằng 0,04 nhân 2 là bằng 0,08, nhỏ hơn 0,12. Thấy chưa? Nên suy ra HCl dư. Dư là 0,12 trừ đi 0,04 nhân 2. Vậy là bằng 0,04. H cộng dư là 0,4. Vậy dung dịch X của chúng ta gồm H cộng dư 0,04. Thế thì vậy ngay tức mình chúng ta tìm suy được luôn số mol sắt luôn. Số mol sắt là 0,04. Đúng không? Bởi vì một sắt sinh ra một hydro mà. Nhá. Vậy số mol sắt là 0,04. Vậy suy ra số mol sắt 2 cộng ở bên trong này cũng là 0,04. Được không ạ? Mình có số mol sắt 2 cộng bằng số mol hydro và bằng 0,04. Được không ạ? Thế thì vậy ngay lập tức bây giờ này, chúng ta làm này cho đơn giản, chúng ta viết phương trình ba giai đoạn nhá. Viết phương trình ba giai đoạn là tìm được số mol NO ngay thôi. Mình có này, đầu tiên này là Fe tác dụng với lại H cộng tác dụng với lại NO3 trừ để Fe2 cộng nhá. Fe2 cộng tác dụng với lại H cộng tác dụng với NO3 trừ để tạo thành Fe3 cộng cộng với lại NO cộng với lại H2O. Sắt 2 lên sắt dương 3 là 1E. Nitơ dương 5 với nitơ dương 2 là 3E. Vậy đây là 3 3 1 1 đếm oxy 3 oxy bỏ 1. Vậy đây là còn 2 4H cộng. Số mol sắt 2 cộng là 0,04. Số mol H cộng dư là 0,04. NO3 trừ cho dư rồi. Vậy ở dòng ban đầu đấy thì mình có như này. Dòng phản ứng, dòng phản ứng thì mình có H cộng chắc chắn hết 0,04. Sắt 0,04 nhân 3 chia 4. 0,04 nhân 3 chia 4. 0, nhân 3 chia 4 bằng 0,03. Vậy suy ra H sắt 2 cộng còn dư là 0,01 mol nhá. Vậy hoàn toàn tới đây ạ. Mình tìm được số mol NO luôn. 0,04 nhân 1 chia 4 thì bằng 0,01. Vậy tới đây chúng ta tìm được V luôn. VNO thì bằng 0,01 mà nhân 2,4 thì bằng 0,224 lít nhá. 0,224 lít. Bỏ anh này đi. Ok. Thế vậy là sắt 2 cộng mình còn dư. Sắt 2 cộng dư ấy, thì rất nhiều cháu quên. Nó còn một phản ứng này nữa. Đó là sắt 2 cộng tác dụng với bạc cộng để tạo thành sắt 3 cộng cộng với lại bạc. Số mol sắt 2 cộng là bằng 0,01. Số mol bạc cộng là dư. Nên sinh ra bạc ở đây là 0,01. Và bởi vì bạc nhá, bởi vì bạc là 0,01 nên suy ra khối lượng của bạc là bằng 1,08. Nên mình sửa đáp án B thành là 1,08 được không ạ? B là 1,08. Nên khối lượng B gam chất rắn của chúng ta
nó là 1,08 gram. Và chưa xong đâu ạ. Và chưa xong đâu ạ. Nhiều cháu chọn B là toang đấy ạ. Nhá. Nhiều cháu chọn B là toang. Bởi vì làm sao ạ? Đây này, dung dịch X chúng ta còn CL trừ nữa. Các cháu quên rồi. CL trừ 0,12. Vào anh này, vậy chất rắn chúng ta có bạc là 0,01. Và AgCl là 0,12 nữa các cháu nha. Vậy chất rắn chúng ta là 0,01 nhân 108 cộng với 0,12 nhân 108 cộng 35,5 bằng 18,3 gram cơ ạ. 18,3 gram cơ. Đáp án đúng phải là đáp án C. Rất nhiều cháu quên anh AgCl. Đúng không? Rất nhiều cháu quên anh AgCl nhá. Đấy. Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ lại buổi học này nhé. Nếu các cháu thấy hay hãy chia sẻ lại buổi học này. Đây là một buổi học free ạ. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ chúng mình. Cả nhà có hiểu cái chỗ câu 36 này không ạ? Cẩn thận ông Toang nhé. Cả nhà hiểu câu 36 chưa? Cẩn thận ông Toang. Câu 37 nhá. 37 nào. 37, 37, 37. 37 nào. 37 nhìn thế mà căng đấy ạ. 37 nào. Hỗn hợp M gồm CuO và Fe2O3. CuO Fe2O3 có khối lượng là 9,6 gram. Chia thành hai phần bằng nhau. Chia thành hai phần bằng nhau. Vậy bây giờ mình coi một phần đi ạ. Vậy 9,6 mà chia làm hai phần bằng nhau thì mình có chia làm 2 đi thì bằng 9,6 mà chia làm hai phần thì 9,6 mà chia cho 2 bằng 4,8. 4,8 gram. Yên tâm, của trung bình độ không có gì sợ hết. Cho phần 1 tác dụng với HCl. Số HCl là 0,1A. Khuấy đều. Sau phản ứng kết thúc, hỗn hợp sản phẩm bay hơi một cách cẩn thận thì thu được 8,1 gram chất rắn. Chất rắn là 8,1 gram. Hỗn hợp cho phần 2 tác dụng với HCl gấp đôi 0,2A. Sau phản ứng kết thúc, bay hơi chậm chậm thì chất rắn thu được là 9,2 gram. Chúng ta nhìn này, số mol HCl gấp đôi thì đáng nhẽ số mol chất rắn chúng ta phải gấp đôi. Nhưng số mol chất rắn ở đây không gấp đôi. Điều này chứng tỏ HCl phản ứng này phải dư và HCl phản ứng này phải thiếu. Được chưa? Vì vậy nên là phần 1 HCl là thiếu, phần 2 là HCl dư. Được chưa? Ok chưa? Thế vậy ở đây mình có, ở đây mình có, mình xét phần 1 nhá. Phần 1 thì mình có là anh này cộng chất rắn và cộng nước. Đúng không? Do HCl thiếu nên số mol nước sẽ bằng 1 phần 2 số mol HCl, bởi vì mình bảo toàn hydro nhé. Hydro này là 0,1 này. Nhân 1 chia 2 thì là bằng 0,1A chia 2 bằng 0,05A. Các nhà hiểu không ạ? Bởi vì anh này thiếu nên tất cả thằng HCl trong HCl chuyển hết thành nước. Ok không ạ? Vậy tới đây mình có định luật bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng cho phần 1. Của phần 1. Ban đầu này 4,8 cộng với này, khối lượng anh này là 36,5 nhân 0,1A bằng 8,1 cộng với 18 nhân 0,05A. Được chưa? Và tới đây chúng ta tìm được A nhá. A ta tìm bằng bao nhiêu? 6,5 nhân 0,1 trừ đi 18 nhân 0,05 2,75. 8,1 trừ đi 4,8 chia n bằng. Đây, A bằng 1,2. Được không ạ? A bằng 1,2. A của chúng ta bằng 1,2. Ui, câu này rất hay luôn ạ. A bằng 1,2, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B cả nhà nhé. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Hay không ạ? Một câu trông tưởng cực kỳ khó nhưng mà cuối cùng thì lại là dễ không tưởng. Một câu trông tưởng là cực kỳ khó nhưng mà lại dễ không tưởng. Cả nhà có hiểu câu này không ạ? Cả nhà hiểu bài chưa? Nếu hiểu bài thì vui lòng chấm cái để chúng mình biết vậy ạ. Anh em comment thả tim các kiểu xem nào. Câu số 38. Câu số 38. Một đi viết ít mạch x mạch thở. H2N R1 CO NH2
R2COOH được tạo bởi từ các alpha amino acid. Công thức là C6H12O3. Lưu ý nó là alpha amino acid nhá. Lưu ý nó là alpha amino acid. Được chưa? Vậy ở đây này mình có này. C6 gì thế là R1 cộng với lại R2 thì bằng này. 6 này bỏ đi 1, bỏ đi 2 và còn 4. R1 cộng R2 là 4 carbon thì R này chắc chắn phải lớn bằng 1 rồi. 1 cộng 3. Đúng không ạ? 1 cộng 3 bằng 4 mà. 2 cộng 2 3 cộng 1. Đúng không ạ? Thế thì nếu mà là 1 này thì cắm vào đây để cho mình viết là 1 cộng 3 này. Thì mình sẽ được là H2NCCONH C COOH. Đúng chưa? C C. Đây là một anh với 1 cộng 3. Nhưng 1 cộng 3 còn một anh nữa. 1 cộng 3 còn một anh nữa. Đấy. H2N C CO NH. Cả nhà chú ý nha. Nhìn kỹ này, không ở toang này. C này, C này, C này, COOH cả nhà nhìn rõ không? Thế là toang. Vậy là 1 cộng 3 3 này có 2. 3 này có 2. 1 cộng 1. Đấy, 2 cộng 1 nhân lại với nhau. 1 x 2 bằng 2. 1 x 1 bằng 1. 2 x 1 bằng 2. 2 cộng 1 cộng 1 bằng mấy cơ ạ? Chúng ta tổng cộng có 5 peptide nhá. Chúng ta tổng cộng có 5 peptide. Bởi vì đây nói là alpha amino acid mạch thở mà. Vì vậy nên là số công thức cấu tạo có thể có của X là 5 nhá. Đáp án đúng là đáp án A. Ok, ở đây có nhiều bạn không biết cái phương pháp 345248 của chúng mình thì phương pháp này chúng mình đã dạy rất là kỹ ở trên YouTube. Các cháu chỉ cần vui lòng search đồng phân siêu nhanh là sẽ nhìn thấy chúng mình dạy trên YouTube. Hoặc muốn học kỹ hơn thì các cháu có thể đăng ký khóa học phân dạng và chia dạng bài tập chi tiết của chúng mình. Bởi vì ở trong cái khóa này thì chúng mình dạy kỹ ngay từ đầu nhé. 38 chúng ta là đáp án A. 38 của chúng ta đáp án đúng là đáp án A. Ok chưa? 38 đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Mình sang câu số 39. Mình sang câu số 39 ạ. Sau một thời gian điện phân 2 lít dung dịch CuCl2. Cái này điện phân không biết các cháu đã học đến chưa? Được chưa? Sau một thời gian điện phân 2 lít dung dịch CuCl2 thì thu được lít khí điện phân dung dịch nhé. Thì thu được 1,12 lít khí X. Khí X số mol bằng 0,05. Ngâm đinh sắt vào dung dịch điện phân nhé. Ngâm đinh sắt vào dung dịch sau điện phân. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 1,2 gam. À thế đây ạ. Dung dịch sau điện phân khi nhúng thanh sắt vào mà thấy khối lượng thanh sắt tăng lên. Vậy điều này chứng tỏ COCl2 còn dư. Chưa hết. Được chưa? Vậy suy ra khí X bay lên này chắc chắn là khí clo. Được chưa? Vậy ở đây mình có này. Thế thì câu này lại trở thành một câu dễ. Nhá, câu này lại trở thành một câu dễ. Đây, đầu tiên mình có COCl2 điện phân dung dịch thì tạo thành Cu cộng Cl2. Khí bay lên bởi vì COCl2 dư. Có nghĩa là đồng hai cộng vẫn còn, Cl2 vẫn còn. Nên khí này toàn là khí clo. Vậy suy ra số mol COCl2 đầu tiên là bằng 0,05. Và vẫn còn COCl2 dư. Thế thì COCl2 dư này là 2 cộng đúng không ạ? Nhúng thêm đinh sắt vào thì tạo thành đồng cộng sắt 2 cộng. Thấy đinh sắt tăng thêm phải đặt số mol đồng phản ứng là amon. Thì sắt là amon. Đồng bám vào là amon. Thì mình có đinh sắt tăng thêm 1,2 gam. 1,2 thì bằng sắt tan ra thì là trừ 56A. Đồng bám vào là cộng 64B. Cộng 64A, sorry. Vậy tới đây mình tìm được A bằng 1,2 chia 8. 0,15 mol. Vậy suy ra số mol đồng 2 cộng còn dư là 0,15 mol. Được chưa? Kết hợp hai này lại thì mình suy ra được số mol của COCl2 0,05 cộng 0,15 bằng 0,2 mol. Được không? Vậy đến đây mình tìm được nồng độ của COCl2 ban đầu là 0,2
chia cho 2. 0,2 mà chia cho 2 thì bằng 0,2 mà chia cho 2 thì bằng bao nhiêu ạ? Bằng 0,1. Vì vậy nên đáp án đúng chúng ta là đáp án C cả nhà nhé. Câu 39, đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. Boss của tối ngày hôm nay. Câu 40. Boss của tối ngày hôm nay, câu 40. Hỗn hợp E gồm các chất. Úi giời ơi, câu này cực kỳ hay luôn ạ. Chất X là muối axit hữu cơ đa chức. Chất Y là muối của một thằng vô cơ. Đây 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 đây. Nói chúng mình nha. Đây, hỗn hợp E gồm C3H10N2O4 và C3H12N2O3. X là muối của axit hữu cơ đa chức, Y là muối của một axit vô cơ. Thế thì xử thằng Y trước. Muối của một axit vô cơ. Muối của một muối của một axit vô cơ thì nhiều trường hợp lắm, cứ bình tĩnh. Đúng không? Nhưng mà đây là X là muối của axit hữu cơ đa chức. Hữu cơ đa chức thì mình nghĩ ngay đến anh đầu tiên là anh COO, COO. Đúng không ạ? Thì anh này còn là H3N. H3N. Đầu này là CH3. Thì đầu này đủ 3 rồi. 1, 2, 3 carbon thì đầu này là 4. Đếm đúng nhá. 1, 2, 3 carbon này. 10 này. 6, 4, 10. Đúng rồi. Một anh này. Đấy chưa? Thế còn lại Y là muối của một axit vô cơ. Thế từ từ đã. Thằng X mình có hoặc. Hoặc còn một trường hợp nữa của thằng X. Là COO. CH2. COO. Đây NH4. NH4. Đúng không? Cũng được, đúng không? Cũng bằng 10. Đấy, lưu ý nha. Chất Y là muối của một axit vô cơ. Chất Y là một muối của một axit vô cơ. Vậy này. O3 mình thử ngay CO3. Anh này là C3. Thì mình thử là CH3NH3. Thì dưới này nó là CH3NH3. 6, 12. Đúng rồi. Hoặc là anh Y nó còn là C2H5NH3 CO3 và CH và NH4 CO3. Ok không ạ? Ok không ạ? Căng thẳng không ạ? Đấy, nó có rất nhiều trường hợp. E tác dụng với dung dịch nào mắt dư đun nóng thu được 0,04 mol hỗn hợp hai khí, chỉ thu được hai khí thôi. Chỉ thu được hai khí thôi. Tỷ lệ là 1/3. 1/3. Vậy giờ mình thử đi ạ. Trường hợp số 1 hai này với nhá. Nhá. Trường hợp số 1 ạ. Trường hợp 1 là gồm anh COO H3N CH3 COO NH4 và CH3 NH3 hai lần CO3 cho tác dụng với NaOH thì thu được 0,04 mol hỗn hợp hai khí có tỷ lệ mol 0,04 mol hai khí có tỷ lệ mol là 1/3. Thế thì vậy mình sẽ thu được hai khí, một khí là NH3 và một khí là CH3NH2, đúng không? Tỷ lệ mol là 1/3. Thế thì ngay lập tức mình biết được ngay. Đây, một anh này ra được, đúng không? Vậy thì đặt thằng này là 3 rồi. 0,04 mol. Thế này là 3 lần thì thằng này là 1 lần. Vậy suy ra A bằng 0,01. Anh này bằng 0,01. 0,01 thì ngay lập tức chúng ta bảo toàn này, 0,01 mà ra được NH3 thì là của anh này gì? 0,01. Được chưa? Thế vậy là mình sẽ trừ đi, mình sẽ tìm được khối lượng của anh còn lại. Mình sẽ có là khối lượng ở đây là 2,62. Mình có là 2,62 trừ đi mở ngoặc đơn 12 nhân 3 cộng 10 cộng 28 cộng 16 nhân 4 bằng
nhân với 0,1 nữa. 0,01 bằng 1,24. 1,24 mà chia phân tử của anh này là chia cho 12 nhân 3 cộng 12 cộng 28 cộng 16 nhân 3 bằng 0,01. 0,01. Vậy mình sẽ có thu được muối của mình là COONa tất cả hai lần 0,01 mol và Na2CO3 0,01 mol. 0,01 nhân 106 cộng 0,01 nhân 67 nhân 2 bằng bao nhiêu đấy? Chết rồi. 0,01 mà. 0,01 nhân 67 nhân 2 cộng 106 bằng 2,4. Đấy, vậy trường hợp số 1 là bằng 2,4 gam. Trường hợp số 1 bằng 2,4, loại đáp án A. Nhá. Chỗ cụm này bằng 2,4. Ok chưa? Đưa sang trường hợp số 2. À, trường hợp số 2 thì cho hai này đi ạ. Đây là trường hợp số 2. Mình giải trường hợp số 2 nhá. Tụi này tác dụng với NaOH. Khối lượng vẫn vậy là 2,62 này. Thu được khí này 0,04 mol. Khí gồm NH3 và C2H5 NH3 mình nhìn này. Một gốc, hai gốc, ba gốc. Vậy anh này chắc chắn là 0,03 mol. Bởi vì một thằng gấp 3 lần thằng kia mà. Vậy anh này là 0,01 mol. Vậy bảo toàn vậy ra chỗ này mà 0,01. Được chưa? Vậy mình có này 2,62 trừ đi anh này là 12 nhân 3 cộng 12 cộng 28 cộng 16 nhân 3 đóng ngoặc đơn nhân với lại 0,01 bằng được bao nhiêu chia phân tử khối. Anh này là 12 nhân 3 cộng 10 cộng 28 cộng 16 nhân 4 bằng 0,01. Vậy hỗn hợp muối ở đây chúng ta thu được là CH2. Hỗn hợp muối ở đây chúng ta thu được ghi lên bên trên này nhé, chúng ta sẽ nhìn. Chúng mình phải ghi hỗn hợp muối ở đây. Đây đây đây. Muối đây chúng ta sẽ thu được đấy. Suy ra muối ạ. CH2 COONa tất cả hai lần 0,01 và Na2 CO3 0,01. Đúng chưa? Vậy nên mình tìm được 0,01 nhân mở ngoặc đơn này 14 cộng 67 nhân 2 cộng anh này là 106 bằng 2,54. 2,54. Vậy đáp án đúng của chúng ta là 2,4 hoặc 2,54. Ok ạ. 2,4 hoặc 2,54. Thế là cái buổi trưa bài tập ngày hôm nay chúng ta đến đây là kết thúc. Rất là cảm ơn tất cả các cháu đã và theo dõi rất là chăm chú cái buổi học ngày hôm nay, khiến cho chúng mình rất là vui mừng. Anh em mà đã học cái buổi live ngày hôm nay thì biết là chúng mình chữa bài chất đến như nào, chúng mình chữa đến 10 điểm và với những cách cực kỳ nhanh và cực kỳ dị. Nên là rất là mong muốn tất cả các bạn đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay thì giúp chúng mình chia sẻ lại buổi học này và click nút chuông đặt xem trước của fanpage của chúng mình nhé. Nhớ click nút chuông đặt xem trước fanpage của chúng mình và nhớ rằng là 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần chúng ta sẽ tổ chức thi thử và 20 giờ tối chủ nhật hàng tuần chúng ta sẽ có buổi live chữa chi tiết và công bố giải thưởng. Ok. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại vào các buổi live sau nhá.